Bảo vật quốc gia, tượng Phật Đồng Dương. Miêu tả về tượng Phật Đồng Dương, tượng đứng trên bệ hai cấp, tóc xoắn ốc, tai dài, khuôn mặt tròn, đầy đặn, giữa trán có khắc vòng tròn, lông mày cong, mũi thon, cổ ba ngấn, vai để trần, mặc áo choàng nhiều nếp gấp, hai tay đưa ra phía trước, theo cử chỉ Vitakamura, tay phải vịn nhẹ đầu vạt áo choàng. Tượng Phật Đồng Dương được làm bằng chất liệu đồng, kích thước cao 120cm, rộng 38cm, niên đại từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, loại hiện vật, cổ vật văn hóa Champa. Giá trị tiêu biểu của tượng Phật Đồng Dương: tượng có kích thước lớn, thuộc phong cách Đồng Dương, với kỹ thuật đúc đặc biệt, đạt trình độ cao. Tượng mang phong cách nghệ thuật Amaravati, ngoài hình dáng cân đối, hài hòa, kỹ thuật tạo y phục rất tinh tế, mềm mại, làm toát lên vẻ đẹp uy nghiêm, huyền bí của Đức Phật. Tượng Phật Đồng Dương có giá trị đặc biệt, liên quan đến một giai đoạn Phật giáo ở Champa phát triển hưng thịnh nhất. Đó được gọi là thời kỳ Vương Triều Đông Dương hay Vương Triều Phật Giáo. Tượng Phật Đồng Dương được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm bởi giá trị nghệ thuật và yếu tố giao lưu văn hóa Ấn Độ khá đậm nét trên tác phẩm này. Tượng Phật Đồng Dương là tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Champa, được nhiều nước trên thế giới lựa chọn để trưng bày giới thiệu về văn hóa Việt Nam, là điểm nhấn quan trọng trong các cuộc triển lãm. Hiện, tượng Phật Đồng Dương đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại số 2, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây là nơi bảo tồn và trưng bày hàng chục ngàn hiện vật quý đang được sưu tầm trong và ngoài nước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những thông tin về cổ vật trên khắp thế giới nhé.